Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của công nghệ thông tin đã tác động lớn đến giáo dục đại học, trong đó công nghệ truyền thông trực tuyến đã làm thay đổi môi trường học thuật với nhiều hệ sinh thái số khác nhau và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục đại học. Trong xu hướng tất yếu này, đặc biệt là từ khi có sự tác động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các trường đại học thành viên của Đại học Huế cũng đã chuyển đổi số và số hóa mạnh mẽ ở cả khâu quản trị và đào tạo. Không phải đợi đến lúc đại dịch COVID-19 bùng nổ, mà từ 3 năm trở lại đây, các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế như anh Trần Việt Nhi đã khá quen thuộc với việc thiết kế bài giảng, tương tác với sinh viên qua các ứng dụng trực tuyến. Đối với Trường Đại học Sư phạm chúng tôi, thì hệ thống e-learning của nhà trường đã được phát triển trước khi có cái dịch bệnh xảy ra, cho nên là đa số giảng viên trong trường chúng tôi là khá là chủ động trong việc tiếp cận công nghệ cũng như là tổ chức dạy học online. Bên cạnh cái hệ thống của trường thì chúng tôi cũng đã được sử dụng các cái ứng dụng bên ngoài để hỗ trợ thêm cho quá trình dạy học. Không thể phủ nhận, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều trở ngại trong giáo dục đào tạo của các trường đại học. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để nhiều trường đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến. Áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại trên không gian mạng mang đến cho sinh viên nhiều trải nghiệm, đảm bảo chất lượng đào tạo trong hoàn cảnh sinh viên không thể đến trường trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Ngay sau khi dịch xảy ra, thì công tác đào tạo đã bắt đầu chuyển hướng. Các cái học phần, đặc biệt là các học phần giảng dạy về mặt lý thuyết thì sẽ được thực hiện dạy online. Công tác dạy online thì đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Những cái phương tiện kỹ thuật cũng như là nội dung giảng dạy cũng đã chuẩn bị sẵn để giảng dạy cho thật tốt. Không chỉ dừng lại ở việc học trực tuyến, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo của Đại học Huế còn tập trung vào một nội dung chủ đạo khác là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. Theo đó, nhiều trường đại học thành viên bắt đầu xây dựng cả phần mềm quản lý đào tạo sinh viên, thực hiện đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp hay cả trao bằng tốt nghiệp cuối khóa bằng hình thức trực tuyến. Tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, việc đưa vào hoạt động hệ thống một cửa phục vụ sinh viên trong việc trao đổi, tiếp nhận thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các đơn vị hoạt động của nhà trường đã tạo cho sinh viên sự thuận lợi rất lớn. Sinh viên chỉ cần truy cập hệ thống, lựa chọn đăng ký dịch vụ và được hẹn ngày nhận kết quả xử lý. Điều này cũng góp phần tăng tính công khai, chuyên nghiệp và từng bước số hóa các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên. Tình hình dịch hiện nay rất là phức tạp. Tụi em phải về quê để học online thì có nhiều nhu cầu thắc mắc thì có hệ thống của một trường thì em có thể lên mạng, có thể vào hỏi và làm các thủ tục của trường rất là dễ dàng. Hệ thống một cửa của nhà trường thì em nghĩ là sẽ rất thuận tiện với đối với các bạn sinh viên trong tỉnh và các ngôi tỉnh luôn, là nó sẽ giải quyết nhanh các thủ tục và giúp các bạn có thể nhận hồ sơ có thể nhanh chóng hơn. Hiện tại cái trung tâm một cửa chúng tôi chỉ tập trung vào ở một số cái dịch vụ chính, có thể bảng điểm hoặc có thể là một số cái thắc mắc, vào tập trung vào 10, 15, 17 cái dịch vụ chính. Và dịch vụ này ở trong giai đoạn này là đang dễ làm và dần dần chúng tôi mở rộng ra sẽ ứng dụng đối với rất nhiều dịch vụ cho sinh viên, và từ đó để sinh viên họ có thể cái tương tác với nhà trường, họ có thể cái đáp ứng được cái nhu cầu của họ một cách tốt nhất. Lĩnh vực giáo dục được xem là một trong 8 trọng tâm trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giáo dục tiên phong trong chuyển đổi số sẽ đào tạo nên những thế hệ công dân làm chủ công nghệ, thích ứng với tình hình mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội hội nhập quốc tế.